sóng cứ cuốn em đi, và em cũng có đôi khi yếu mềm, mặc cho sóng lặng lẽ cuốn em đi vào biển sâu. Con tim rất mong manh, và em cũng vỡ tan khi sóng tràn. Làm sao không ngả nghiêng giữa muôn mây mông trùng khơi. Có ai đoán trước những cây đắng? Có ai biết hết những phù phây đời em? Có ai còn có ai hiểu cho lòng em qua bao mùa thương nhớ? Còn gì cho em ước mơ? Giấc mơ yêu nồng cháy, bao hạnh phúc sẽ không rời xa tầm tay. Vẫn mơ dù giấc mơ cũng chỉ là mơ, trong bão bùng giông tố đời còn bao khát khao đợi chờ. Có chuyện gì vậy? Thật Phúc nó mất rồi anh ơi. Sao mà? Anh Bình, anh Bình tỉnh lại đi. Qua khám nghiệm của bác sĩ, bác sĩ đã kết luận thằng Phúc chết không phải là do bệnh mà là do trúng độc. Trời ơi, Phúc ơi. Vậy sao anh từ chối cho khám nghiệm pháp y? Không thể để nó bị hành xác như vậy được, để cho nó yên ổn mà ra đi. Nhưng đã có yêu cầu của bác sĩ cho khám nghiệm dịch phổi rồi, sẽ có kết quả ngay thôi. Dạ thưa anh, tụi em đã kiểm tra phòng cậu Phúc, không có lắp camera. Tại sao phòng thằng Phúc không lắp camera? Tại thằng nhỏ nó không chịu, nên nó ngăn cản không cho thợ vô lắp camera trong phòng của nó. Còn nó nói là nó không có muốn bị ba theo dõi sát như vậy, chính vì vậy nó không cho ai vô lắp. Dạ thưa anh, phòng cậu Phúc được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, không có dấu hiệu khả nghi. Ai đã dọn dẹp khi chưa có lệnh của tôi? Ai? Là tôi. Má, tại tôi mới lên tới, thấy phòng thằng nhỏ dơ quá nên tôi mới dọn dẹp cho sạch sẽ, để thằng nhỏ về không bị ho lại. Ai về đâu, thằng nhỏ không về nữa. Những thứ bà dọn dẹp bỏ đi đâu hết rồi? Rác thì tôi bỏ ra ngoài xe rồi,
còn mền với gối tôi giặt giũ sạch sẽ đang phơi ngày xanh. Tôi đâu có làm sai gì đâu, tôi chỉ muốn dọn dẹp cho sạch sẽ thôi mà. Đôi khi cũng phải kỹ như vậy thì thằng nhỏ mới ngủ ngon, không bị ho khó thở. Má, buông ra, buông ra. Các người thôi đi. Bà ấy mấy lần, bà ấy không biết gì hết á. Chuyện má tôi dọn dẹp và chăm sóc thằng nhỏ là chuyện bình thường thôi. Là tôi, chính tôi kêu má tôi dọn dẹp để đón thằng Phúc về. Ai ngờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy chứ. Cô nói cái gì? Cô sai người dọn dẹp phòng thằng nhỏ sao? Đúng vậy. Tại sao tôi lại không nghĩ tới cô? Chính cô đã toàn tính thừa kế cái tài sản này. Đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm địa độc ác của cô. Là cô đã cố tình chăm sóc cho thằng nhỏ còi cọc, đầu độc cho nó chết để cô hưởng cái tài sản này, đúng không? Anh Bình đến đây đi. Anh Bình đến đây đi. Truy xuất tất cả camera, xem gần đi có ai khả nghi ra vào nhà không. Dạ. Dạ. Đừng có ngu ngốc mà tạo ra chuyện này, nếu không đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Anh khỏe hẳn chưa? Vô đi. Thưa anh, có mấy giấy tờ cần anh ký gấp. Cậu cứ mang vào phòng làm việc của tôi. Mai lên công ty, cô Trang sẽ thay tôi giải quyết tất cả. À, cái này cần chữ ký của chủ tịch thưa anh. Tôi đã nói để đó, luật sư Phước đã thay tôi ký tất cả rồi. Anh Bình đã ký quyết định ủy quyền cho cô Trang được phép thay mặt điều hành một công việc của công ty. Thay quyền? Ừ, tạm thời trong vòng 3 tháng. Dạ, vậy mai em mang lên công ty cho cô Trang ký hết hồ sơ. Có cần phải điều chỉnh thêm cho anh xem qua mọi quyết định trước khi cô Trang ký không? Không cần. Tạm thời cứ để cô Trang điều hành trong 3 tháng. Tôi còn một số việc quan trọng phải giải quyết. Dạ, vậy em xin phép. Ừ. Anh buông ra. Buông ra. Anh điên rồi hả? Em thiệt là hay. Đúng ý đồ của em rồi. Anh càng ngày càng ngưỡng mộ em đó. Anh muốn nói cái gì đây? Không thấy mọi chuyện đang căng thẳng hả? Lo mà ứng phó đi. Khỏi lo đi. Ông tức giận do bộ đánh em vậy thôi. Nhưng có vẻ ông không ổn rồi. Vừa làm hồ sơ với luật sư, ủy quyền cho em điều hành công ty trong 3 tháng. Cái gì? Ủa sao anh biết? Anh mới mang hồ sơ cho ông ký. Ông nói giao cho em giải quyết. Nhớ, anh với em cùng chung một thuyền. Đừng có ngu mà hành động lúc này. Thằng Phúc vừa mới mất, ông ta không phải là người đơn giản. Vừa mới đánh tôi xong, bây giờ lại giao quyền hành cho tôi. Ông ta đúng là... Khỏi lo đi, ông ta bắt đầu vào rõ của cưng rồi. Con tính làm gì ở đây?
À, con dẹp gọn cái chỗ này để qua đây làm việc. Tại anh Bình ảnh mệt, ảnh nằm trong phòng. À, mà má, má xuống dưới bếp nấu cho con tô cháo đi, cho anh Bình ảnh ăn, ảnh uống thuốc. Từ chiều giờ ảnh chưa ăn gì hết. Ừ. Còn con có làm sao không? Còn sao đâu, má cứ làm theo lời con dặn đi. À, sẵn má bưng cái thùng này đi luôn giùm con đi. Làm gì vậy? Tôi vô thăm con tôi không được sao? Không, đây là nhà của tôi. Tôi là chủ căn nhà này. Tôi muốn cho ai vô là quyền của tôi. Và tôi không thích chị quấy rầy con của tôi. Không ngờ vẻ ngoài là một con mèo ngoan, nhưng bên trong lại là một con rắn độc. Tôi nói cho cô biết, tôi không còn cam chịu như trước kia nữa. Chính thái độ cam chịu đã làm cho tôi ngày càng xa thằng Phúc. Đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Giờ tôi không còn nhân nhượng cô nữa đâu. Thằng Phúc là con tôi, tôi cũng có quyền. Cô có thôi đi không? Từ ngày cô đồng ý ký vô tờ giấy chuyển quyền làm mẹ cho tôi thì chỉ có một mình tôi được quyền thương tiếc thằng Phúc thôi. Còn cô, ra khỏi nhà tôi ngay. Cô thật quá quách. Thằng Phúc đã chết rồi mà cô vẫn còn ngăn cản tình mẫu tử giữa tôi và nó. Chứng tỏ cô quá ghê gớm. Và cô đã có âm mưu từ trước. Chính cô mới là người rũ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Bây giờ quay qua đổ thừa cho tôi là sao? Đúng, là tôi có âm mưu từ trước đó thì sao? Cũng chỉ vì tôi quá thương thằng Phúc thôi. Tôi muốn cho nó một bà mẹ khác có trách nhiệm hơn cô. Thằng Phúc, nó chính là con của tôi. Còn bây giờ, việc của cô là ra khỏi nhà tôi ngay. Cô! Ây da! Ây da! Sao cô lại làm vậy với tôi chứ? Đứng lên! Anh ơi, anh nói một tiếng công bằng giùm em đi. Thằng Phúc là con của em mà. Cô có thôi đi không? Thằng Phúc nó mới chết mà cô cứ làm ầm lên như vậy hả? Còn em nữa, kiểu cái gì đâu mà em làm ầm lên vậy hả? Không. Kể từ hôm nay, cô Oanh có quyền lên thắp nhang cho con cô ấy. Em nghe rõ chưa?
Tại sao cô cứ tới đây gây rối cho gia đình của tôi vậy? Nói, cô cần bao nhiêu tiền? Cô có thấy mệt không khi phải tranh giành cho tất cả mọi thứ? Nếu cô mệt thì hãy nghỉ đi và để cho thằng Phúc được yên. Tôi cũng từng tranh giành với người phụ nữ của anh Bình, nhưng cuối cùng tôi được những gì ngoài những thất bại: chồng bỏ, con chết. Tất cả đều có cái giá của nó. Cô rồi cũng sẽ như tôi thôi. Cô sẽ ra khỏi căn nhà này với hai bàn tay trắng. Ai nói với cô như vậy? Tôi là người vợ hợp pháp của anh Bình, và tất cả những gì thuộc về anh Bình rồi sẽ thuộc về tôi thôi. Cô hiểu không? Tôi cũng là vợ hợp pháp của anh Bình đấy. Cô nhìn đi, tôi chẳng còn gì cả. Kể cả đứa con duy nhất của mình, tôi cũng bị tước bỏ. Không, tôi khác cô. Cô có biết, khi cưới tôi vừa tròn một năm thì anh Bình đã có người tình. Và cô ta, đã treo cổ tự tử ngay trong phòng làm việc của cô. Chính cô ta đã nguyền rủa căn nhà này. Nếu ai đến sau thì cũng sẽ ra đi tay trắng. Không một ai có thể lấy được tình yêu của anh Bình. Xin lỗi, cô tìm ai? Tôi muốn gặp ông Bình. Cô có hẹn trước với ông Bình không? Tôi không, nhưng tôi có thể vào trong đợi. Ông Bình đi về thất thường lắm. Cô tính ở đây chờ tới khi nào? Không sao, bao lâu tôi cũng đợi được hết á. Nhưng mà... Bộ cô sợ tôi làm gì cô sao? Ngoài kia còn có bảo vệ, bên trong còn có bầy chó dữ, camera ở khắp nơi. Ừ, thôi được, cô chịu khó vào trong ngồi chờ ông Bình nha. Vô đi cô. Cô chịu khó ngồi ở đây đợi nha. Ừ. Ủa, cô ta đâu rồi? Cô gì ơi? Cô ơi cô! Cô gì ơi? Cô ta đã nguyền rủa căn nhà này. Đi mà hỏi anh Bình, chỉ có anh ấy mới có thể trả lời được những oan nghiệt của những cô gái trong căn nhà này. Ra là vậy. Vì vậy hôm nay tôi tới tận đây báo cho anh biết. Tôi chỉ sợ anh lo lắng làm hỏng kế hoạch của tôi. Đúng là anh làm gì cũng có tính trước. Thực sự tôi cũng có chút nghi ngờ về cô ta. Cái quyền được quản lý công ty tạm thời, có lẽ để lộ rõ hết bản chất cô ta. Nếu có,
nhưng cũng có thể không. Vì nếu cô ta vẫn tiếp tục cẩn trọng. Đúng vậy. Tất cả chỉ là nghi ngờ, nên phải dùng phép thử để xem ai lộ bản chất. Dạ thưa anh. Cứ nói đi. Dạ thưa anh, camera cho thấy người tên Dũng thường xuyên tới nhà trong thời gian anh qua Mỹ, và hắn ta thường vào phòng của cậu Phúc. Vậy sao? Tiếp tục theo dõi nó cho tao. Dạ. Quan trọng muốn nhờ cô. Phòng này đâu có cái gì đâu. Hay là bà Oanh, bà ta chỉ nói vậy để hù dọa mình thôi. Có người treo cổ trong phòng làm việc của em đúng không? Ra ngoài đi.
Dạ. Anh, người đó, người đó là ai vậy? Ai nói với em chuyện khùng điên đó? Là chị Oanh. Chị Oanh nói vậy với em. Có phải đúng như lời chị Oanh nói không? Nhà cửa thì đủ việc, mà em nghe chuyện Đông Tây rồi về nhà làm ầm ĩ lên là sao? Không phải là em làm ầm ĩ. Rõ ràng là hồi nãy Em thấy có một bóng ma treo cổ trên đèn chùm ở trong phòng làm việc của em. Rõ ràng em có thấy. Em đó, chính thái độ này khiến cho Oanh đã gây ra chuyện như vậy. Anh nói lần cuối cùng về chuyện của Oanh. Nếu Oanh có tới thắp nhang cho thằng Phúc thì cứ cho vào, dù sao cũng là mẹ của thằng Phúc. Được rồi, em biết rồi. Anh nghe mọi người nói về chuyện em với thằng Dũng đã có tình cảm. Nếu anh là người bị phản bội thì anh rất nhẫn tâm. Nhìn gương của Oanh kia đi, rồi hãy cư xử cho thật tốt. Ai? Ai đã nói với anh những điều sằng bậy như vậy chứ? Kêu người đó ra đối chất trước mặt em nè. Nếu như mà em có ý định phản bội anh thì em đâu muốn có con với anh để làm gì? Anh đúng là xem thường tình cảm của em. Anh không còn tôn trọng tình yêu của em nữa. Alo. Ông Bình đang bắt đầu nghi ngờ tụi mình rồi, nên mọi hành động cần phải cẩn trọng. Ngay cả ở công ty cũng vậy, không được để lộ bất cứ một điều gì. Thôi, tôi cúp máy đây. Nếu anh là người bị phản bội thì anh sẽ rất nhẫn tâm. Nhìn gương của Oanh kia đi, rồi hãy cư xử cho thật tốt. Liệu lời anh ta nói có thật không? Thằng Phúc chết vì bị ngộ độc, có thể là Siano. Là ai đã ra tay giết nó bằng chất độc này? Là ai đã ra tay nhanh hơn mình chứ? Nếu ông ta phát hiện mình có mua chất độc này thì mình khó mà thoát chết. Anh Dũng, anh đang làm gì vậy? Cái bọt gì á, cho em coi với. À, không có gì. Đâu đây, em coi. Chất độc Siano chết người đó. Hả? Siano chết người? Anh mua làm cái gì? Anh mua để diệt chuột. Mà anh diệt xong rồi, còn dư nhiều quá anh bỏ, để nguy hiểm. Có thật là anh mua để diệt chuột không? Chứ em nghĩ diệt gì? Đừng có suy nghĩ linh tinh quá. Đi. Không, không thể nào. Anh Dũng không phải là người như vậy. Nhất định anh không có liên quan đến cái chết của thằng Phúc. Uống miếng sữa đi. Cảm ơn bà. Dạo này ốm lắm rồi đó. Mọi chuyện ổn hết chưa? Cũng ổn rồi. Hài cốt và di ảnh của thằng nhỏ đã được đem về nhà. Còn ông Bình thì đang mệt mỏi vì quá đau buồn. Thì tôi cũng không ngờ thằng nhỏ vừa mới khỏe mạnh mà bây giờ lại... Theo như chẩn đoán của bác sĩ thì thằng nhỏ bị tràn dịch phổi và có dấu hiệu bị đầu độc. Bà nói sao? Bị đầu độc? Chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng mà ông Bình, ông không chịu cho làm xét nghiệm pháp y. Mọi chuyện ở nhà đang rối rắm lắm, lại thêm chuyện của công ty nữa. Bây giờ một mình tôi phải theo dõi hết tất cả mọi chuyện mà ông Bình giao cho tôi. Ông Bình, ông không có được khỏe. Ủa, vậy là ông đã tin tưởng bà rồi đúng không? Cũng chưa chắc đâu. Mà bà phải giúp tôi trong công việc. Sẵn tiện dòm ngó mấy tay chân của ông,
Biết đâu đây là lúc ổng thử thách lòng trung thành của tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp bà hết mình. Giữa anh Dũng và anh Ninh á, bà sẽ yêu ai và chọn ai? Bà đang suy nghĩ cái gì vậy? Trong lúc này á, tôi đâu có đầu óc để nghĩ tới chuyện tình yêu hay là chọn lựa ai chứ. Mình phải làm sao đây? Sao lại đứng giữa Trang và Dũng chứ? Cuối cùng thì ông ta cũng biết được cảm giác mất đi người thương yêu nhất là như thế nào. Đáng đời cái lão già. Cô ta đã thấy, liệu có tin lời mình hay là... Em hãy tin anh, đừng nghĩ lung tung. Tất cả là anh nói thật, Lan Hạ. Sao nhà cửa lộn xộn vậy anh? Bỏ buồn cái gì là nhà một mình hả? Giống như người con gái đã từng bỏ rơi anh. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Nhưng mà em sợ còn Trang với lại Em dẹp Trang ra đi. Đối với anh Trang không quan trọng. Sáng giờ anh Ninh đi làm chưa vậy? Dạ em chưa thấy. Cảm ơn em. Dạ. Không phải hôm nay mà nhiều ngày nay Ninh không tới văn phòng, gọi điện không bắt máy, chỉ nhắn tin và nói đang theo cái vụ của thân chủ. Thân chủ là cô Trang, chú Thi lo. Pháp lý những con vừa xong, giờ lại tới pháp lý báo tử. Mà đã xong đâu, giờ lại tới vụ này nữa nè. Bà Quanh đã yêu cầu chính hiền đảm nhiệm. Chẳng lẽ hai vợ chồng hai đứa lại đối đầu nhau vì hai thân chủ? Thằng Ninh thì bảo vệ cô Trang, còn con thì lập hồ sơ cho bà Quanh để kiện họ cướp con và âm mưu giết người. Thật là đau đầu. Rồi đây cái văn phòng luật sư này sẽ đủ chuyện nữa cho mà coi. Anh ta không đến văn phòng, không ở nhà thì đi đâu chứ? Làm sao gọi mà anh ta nghe máy đây? Phải có cách nào để anh ta về tìm mình chứ? Đúng rồi, đúng. À.
cô có thôi mấy cái trò này đi không? Tôi cảnh cáo cô sao? Đừng bao giờ quấy rầy Trang thêm một lần nào nữa. Bây giờ cô còn đi uy hiếp người ta nữa là sao? Ơ, cô ta đã mét anh hả? Nhờ vậy mà anh mới về nhà tìm em đúng không? Dẹp ba cái trò trẻ con này đi, tôi bận lắm. Đừng để tôi đơn phương ly hôn, lúc đó thì đừng có trách móc. Nè, anh vì cô ta mà chuyện gì cũng dám làm hay sao? Nè, anh đừng quên trước đây cô ta bỏ anh như thế nào. Bây giờ cô ta quay trở lại là có mục đích hết đó. Anh ngu muội đến mức không thể. Thôi đi, cô mới chính là người dở thủ đoạn đó. Bây giờ cô còn xúi dụ bà Quanh vu cáo Trang nữa hả? Tôi không ngờ là cô còn thấp độc hơn tôi nghĩ đó. Anh tin cô ta, anh không hề nghe em nói. Ê trời ơi, trời ơi con ơi, sao vậy nè? Đứng dậy, đứng dậy. Sao con xô vợ con vậy? Hả? Nó đang mang thai đó. Rủi có gì thì sao đây? Có sao không con? Đi bệnh viện khám liền đi. Theo như những gì cô ta báo thì hai người này rất khả nghi, và cũng có thể là hai người này là tình nhân thật sự. Có thể. Ừ. Nếu vậy thì ngay cả anh và cô nhân viên của anh chưa thể khẳng định được cô Trang có quan hệ với Tài Dũng hay sao? Anh thử biết là chúng ta làm gì với nhau là cần phải có bằng chứng rõ ràng, không thể nào mà dò đoán được. Đúng. Nhưng theo anh, nếu như là một người vợ của ông chủ tập đoàn lớn và một trợ lý cho tập đoàn mà họ lén phén với nhau, thì theo anh nghĩ mọi chuyện họ có dễ dàng để bị tiết lộ ra hay không? Huống hồ cô nhân viên của tôi, cô ấy chỉ mới vô làm việc được 3 tuần, mà gần đây nhà của họ có tang lễ, thì làm sao tôi có thể tiếp cận được nữa chứ? Nói tóm lại là tôi cần có kết quả sớm và những bằng chứng cụ thể chuyện giữa hai người đó. Ừ. Alo. À, đến quán cũ nha. Bây giờ tôi có hẹn mất rồi, anh cố gắng theo dõi để tìm bằng chứng cho tôi. Còn tiền bạc, sáng mai tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Ừ. Anh Bình, xin anh cho tôi đem tro cốt của thằng Phúc về ở với tôi. Tôi xin anh, mẹ con tôi xa nhau như vậy là đã quá đủ rồi. Bây giờ kể cả tro cốt của nó tôi cũng không được giữ. Sau này làm sao mà tôi còn mặt mũi nhìn nó đây? Thằng Phúc do cô sinh ra, nhưng nó cũng là con của tôi. Chẳng lẽ tôi để cô mang nó về hay sao? Nhưng như vậy thì không công bằng với tôi. Vậy cô nghĩ cô công bằng với tôi sao? Anh hứa với tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng Phúc, nhưng bây giờ thì sao? Anh và người đàn bà đó đã làm gì? Hai người đã làm gì con trai tôi? Hãy trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi đi. Nè Điên. Ủa, có chuyện gì mà hôm nay anh xuống nhà máy vậy? Chở chủ tịch xuống hả? À không, đi công chuyện cho bà chủ thôi mà. Mà nè, nghĩ tới cậu lắm á thì tôi mới nói chuyện này cho cậu biết đó nghe. Không phải là cậu thân với Tây Dũng lắm hay sao? Chưa biết chuyện gì hả? Chuyện gì ạ? Nghe nói con trai ông chủ vừa mới bị bệnh chết, mà chết vì bị chất độc cyanua gì đó. Rồi mấy ngày nay Tây Dũng lại trốn việc, mất khỏi công ty luôn. Liên quan gì tới tôi? À, thì tôi thấy cậu thân với Tây Dũng, có biết thêm tin tức gì không?
Chứ cả công ty đang đồn ầm lên Tay Dũng rút tiền của công ty, cố ý hại con trai của ông chủ, rồi bây giờ bỏ trốn luôn. Tôi không biết, chuyện công ty không liên quan tới tôi. Họ nói gì kệ họ chứ, mà tôi đâu có thân với ông Dũng lắm đâu. Ông đừng có nói tầm bậy tầm bạ. À, thì tôi cũng nói chơi vậy thôi mà. Và em cũng có đôi khi